Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thỏa thuận đưa người lao động nông thôn đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc những năm qua, rất nhiều lao động Hà Nam đã có cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập, ổn định kinh tế gia đình. Hầu hết thì các lao động đều mong muốn trở lại Hàn Quốc làm việc sau khi mà đã hết thời gian hợp đồng. Thật là may mắn, theo thỏa thuận giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam với quận Bông-hoa, tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc về việc phái cử lao động thời vụ nước ngoài năm nay, thì chỉ tiêu tuyển dụng lao động nâng lên nhiều lần so với các năm trước, khiến cho người lao động nông thôn của Hà Nam phấn khởi, tham gia đăng ký tuyển dụng dễ dàng hơn. Nhận được thông báo chính thức trên các kênh thông tin của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, hàng trăm lao động nông thôn Hà Nam đã nhanh chóng làm hồ sơ, mong muốn được tuyển chọn sang Hàn Quốc, làm việc ngay ở đợt 1 của năm 2023 này. Em thì chưa đi lần nào, bây giờ mới đi lần đầu tiên thì là cũng nghe mọi người đi, thì là cũng là đang muốn cả hai vợ chồng cùng đi. Thế là tuổi này là lấy tuổi đến tận 50. Là bọn em năm nay mới hơn 40 thôi, nhưng mà bọn em cũng muốn đi. Em thì sinh được ba đứa cháu, nhưng mà con thì đang học đại học, đang muốn thì đi làm kinh tế để nuôi cháu, tiền để kiếm tiền để nuôi cháu ăn học. Theo thỏa thuận giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội với quận Bông-hoa, tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc về việc phái cử lao động thời vụ nước ngoài năm nay, phía Hàn Quốc sẽ tuyển trên dưới 300 lao động Hà Nam làm việc trong khung thời gian từ 90 đến 150 ngày, tức là 3 tháng cho đến 5 tháng. Người lao động sẽ làm những công việc chính là thu hoạch nông sản ở các trang trại, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp. Trong đợt 1, số lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc được nhận tới gần 200 người. Chúng tôi tổ chức tiếp nhận hồ sơ vào 2 ngày và tổ chức phỏng vấn vào 2 ngày. Trong đó là chúng tôi không tiếp nhận qua trung gian, và chúng tôi phỏng vấn đối với người lao động thì cũng căn cứ vào cái nhận thức, căn cứ vào năng lực, đặc biệt là căn cứ vào cái nguyện vọng cũng như là cái trình độ làm nông nghiệp của người lao động để chúng tôi giới thiệu sang phía bạn, và quyền lựa chọn vẫn là phía bạn và Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Cái lần này so với những cái lần trước thì có cái sự khác gì không ạ? Có nhiều cái khác. Cái thứ nhất là lần này lao động đi không phải đặt cọc ký quỹ. Lần trước thì trước đó thì người lao động phải đặt cọc ký quỹ, nhưng bắt đầu từ bây giờ thì quy định của Bộ Tư pháp Hàn Quốc là người lao động không phải đặt cọc ký quỹ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái visa của lao động thì là visa 5 tháng chứ không phải là visa 3 tháng. Và cái thứ ba nữa là người lao động sang bên đó làm việc thì cái số lượng mà bên phía bạn lấy của năm nay lớn hơn rất nhiều lần so với năm ngoái. Đã từng hai lần sang Hàn Quốc làm việc thời vụ, anh Đạt ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân vẫn tiếp tục mong muốn được trở lại Hàn Quốc. Với những người như anh, giữ kỷ luật lao động, chăm chỉ và biết lắng nghe, tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp từ phía các ông chủ nước bạn, cơ hội việc làm và thu nhập là không khó. Lần này, không chỉ anh, mà cả những người anh em của anh đều muốn được sang Hàn Quốc làm việc. Tôi thì cũng là đi được mấy lần rồi, nói chung là công việc rất là thuận lợi với những người lao động Việt Nam sang làm việc, nên là rất tốt. Bên đấy thì là công việc chủ yếu là làm nông, thu hoạch rau củ quả. Công việc thì cũng rất là nhàn thôi, hợp với người lao động Việt Nam mình, rất chịu khó cần cù và lại có thu nhập. Người lao động mình sang rất là thoải mái, làm nó không có một cái gì áp lực hay là chèn ép cái gì cả, rất tốt, nên là mong muốn là rất nhiều người được đi. Đấy, tức là người lao động mình rất thích sang làm việc bên đấy. Thỏa thuận lao động giữa Hà Nam và quận Bông-hoa, tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc những năm qua được duy trì bởi chất lượng lao động tuyển chọn khá tốt, đáp ứng những yêu cầu của phía bạn. Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã không ngừng nỗ lực
khi được Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ tuyên truyền, tuyển chọn, phối hợp với các doanh nghiệp, đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc đúng với thỏa thuận. Đây chính là địa chỉ tin cậy để người lao động có thể tìm đến để tư vấn, được giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động chính ngạch, không thông qua bất kỳ một khâu trung gian hay một tổ chức không chính ngạch, gây tốn kém, phiền hà cho người lao động.